Xin kính chào các quý khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, dịch Covid hiện nay đang ảnh hưởng rất mạnh đến nhiều lĩnh vực kinh tế cả trong và ngoài nước. Từ du lịch, dịch vụ cho đến hàng không đều bị ảnh hưởng rất nặng nề. Thế nhưng dù vậy, vẫn có một ngành đang ít bị chịu tác động trực tiếp nhất từ Covid. Các bạn có đoán ra được đó là ngành nào hay không? Vâng ạ, đó chính là ngành bất động sản. Bí quyết thành công còn nhớ cách đây 17 năm, khi dịch SARS bùng nổ trên toàn cầu tương tự như dịch Covid hiện nay, hầu hết các ngành đều bị ảnh hưởng, thế nhưng chỉ riêng có bất động sản vẫn tăng trưởng tương đối tốt. Trong khi nhu cầu mua bất động sản 2 tháng đầu năm nay có dấu hiệu giảm sút, thế nhưng giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng. Thế mới lạ chứ, khi mà kinh tế cả nước ta đang bị tác động khá mạnh do dịch bệnh Covid gây nên, vậy mà tại sao giá bất động sản lại không có dấu hiệu hạ nhiệt? Vậy thì ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Bí quyết thành công đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé! Biết đâu sau khi xem hết video này thì các bạn lại tìm kiếm được cơ hội làm giàu cho mình từ bất động sản thì sao? Và đặc biệt là những đại gia, những ông lớn trong ngành bất động sản thì họ sẽ làm gì vào thời điểm này đây? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi! Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn thân mến, hiện tại thì chung cư vẫn chính là phân khúc được nhiều người tìm kiếm nhất trên thị trường bất động sản. Mặc dù vậy, mức quan tâm dành cho sản phẩm này đã giảm 4,6%, riêng nhà phố thì giảm đến 35% so với cùng kỳ, đặc biệt là phân khúc đất nền có mức độ quan tâm giảm gần 50% các bạn ạ. Đáng chú ý hơn, dù xu hướng tìm kiếm bất động sản đang giảm khá mạnh, thế nhưng giá bán nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng cao mới lạ kỳ. Chỉ riêng trong tháng 2, giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2019, giá trung bình là hơn 44 triệu đồng trên 1m2. Mặc dù đất nền, nhà phố dù gặp khó trong công việc ra hàng, thế nhưng vẫn neo ở mức cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt trong thời gian tới. Và để lý giải về lịch lý này của thị trường bất động sản, thì Bí quyết thành công cho rằng sự sụt giảm giao dịch đến từ nhu cầu mua bất động sản đang giảm mạnh. Các nhà đầu tư sẽ ưu tiên giữ tiền để phòng tránh rủi ro. Không chỉ với nhà đất mà các kênh đầu tư khác như chứng khoán, ngoại tệ hay là vàng cũng đang có dấu hiệu chuyển về trạng thái phòng ngự. Thế nhưng ở một khía cạnh khác, nhu cầu tìm mua nhà ở thực vẫn đang cao hơn rất nhiều so với lượng sản phẩm chào bán hiện có trên thị trường. Điều này đã giúp cho rất nhiều chủ đầu tư khá tự tin khi đưa ra mức giá bán cao. Bên cạnh đó thì với những nhà đầu tư thứ cấp đang sở hữu căn hộ, nếu họ không phải chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính thì phần lớn vẫn tin tưởng trên thanh khoản thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát nên không muốn giảm giá bán. Mới đây thì tập đoàn tư vấn bất động sản JLL cũng đưa ra nhận định tác động của cú sốc Covid đối với từng phân khúc bất động sản trong đó. Thì đối với thị trường vốn, đơn vị này dự báo hoạt động đầu tư có thể chậm lại trong nửa đầu năm 2020 do các nhà đầu tư do dự trước tình hình bất ổn của nền kinh tế và dịch bệnh. Trong khi các lĩnh vực như là bán lẻ, khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề, các nhà đầu tư sẽ nghiêng về những tài sản trú ẩn an toàn, cân nhắc về rủi ro cũng như là ổn định thu nhập và khả năng vận hành. Chính vì vậy mà trước những biến động lớn về kinh tế như hiện nay, các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào bất động sản nhiều hơn theo thời gian do biên lợi của bất động sản sẽ hấp dẫn hơn so với các loại tài sản khác. Cụ thể thì ở phân khúc nhà ở, mặc dù mật độ dân số thành thị cao và không gian chung lớn có khả năng làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, thì nhưng bất động sản nhà ở vẫn được xem là kênh đầu tư tốt và thu lợi nhuận từ tiền thuê ổn định và có khả năng điều chỉnh linh hoạt giá thuê để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy. Bên cạnh đó thì nhu cầu nhà ở vốn là một nhu cầu ổn định, ít bị ảnh hưởng từ các tác động của thị trường. Tuy nhiên, đối với nhóm nhà phố cho thuê thì thị trường ghi nhận một bộ phận lớn chủ mặt bằng đã điều chỉnh giá thuê do hoạt động kinh doanh của khách thuê bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid. Khảo sát gần đây của Savvy Việt Nam cho thấy, nhiều chủ nhà đã chấp nhận miễn phí ít nhất là một tháng tiền nhà hoặc là sẵn sàng giảm giá từ 30 đến 50% giá thuê hàng tháng cho khách kinh doanh, ngành ăn uống hay là cửa hàng tiện lợi. Các bạn có biết rằng, chỉ trong 2 tháng trở lại đây, những con đường sầm uất ở quận 1 như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn hay là Nguyễn Trãi, vốn được biết đến là khu vực có nhà phố cho thuê luôn được săn đón rất nhiệt tình, thì bỗng bị bỏ không, treo biển cho thuê đồng loạt hay không? Ngay trên đường Lý Tự Trọng, một nơi từng vô cùng đông khách thì hiện có 3 mặt bằng sát nhau với mặt tiền rộng 12m
cũng được khách thuê trả lại trong tình trạng sập xệ và lộn xộn. Người giao thuê cho biết rằng đây từng được thuê làm cửa hàng trưng bày xe máy nhiều năm qua và mới bàn giao lại cho chủ thuê được khoảng 1 tháng. Chủ nhà cũng đang tìm khách cho thuê mới mặt bằng này. Tuy nhiên, chủ chỉ cho thuê cả 3 căn chứ không muốn cho thuê lẻ. Giá thuê của cả 3 căn này là 27.000 đô la mỗi tháng. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, nơi tập trung của 200 cửa hiệu thời trang lớn nhỏ khác nhau, cũng diễn ra tình cảnh tương tự khi nhiều hộ kinh doanh đang phải xả hàng cắt lỗ để trả lại mặt bằng. Các mặt bằng lớn trong khu vực này cũng đang chịu cảnh đóng cửa, bên ngoài ráng chằng chịt hàng chục số điện thoại khác nhau của người môi giới, thế nhưng cũng không có mấy khách hỏi thuê. Tại thiên đường ăn uống Phan Xích Long, quận Phú Nhuận thì các quán trà sữa, nhà hàng, cửa hàng thời trang thì tình hình kinh doanh đều lao dốc do ảnh hưởng của dịch bệnh từ sau Tết Nguyên đán cho tới nay. Nhiều nơi không thể cầm cự đành phải bỏ của mà chạy lấy người. Nhiều nơi, dù không thuộc khu vực trung tâm, giá thuê mặt bằng tại con đường này cũng tương đương giá thuê ở một số khu vực tại quận 1. Giá thuê nhà nguyên căn mặt tiền tại đây cũng dao động từ 80 cho đến 200 triệu đồng một tháng tùy diện tích và vị trí. Mặc dù hiện nay, khách thuê trả mặt bằng hàng loạt, nhiều chủ nhà cho biết vẫn giữ nguyên mức giá thuê. Họ cho rằng chưa cần thiết phải giảm giá với lý do đây là khu vực được nhiều người kinh doanh săn đón. Theo một chuyên gia của Savio Việt Nam, trong 10 năm qua thì giá mặt bằng ở những khu vực này đã có bước nhảy vọt khá là xa, tăng lên 10% cho đến 200%. Nhu cầu kinh doanh ở các vị trí đắc địa cao, thế nên những mặt bằng trung tâm như vậy luôn trong tình trạng khan hiếm hàng. Mặt bằng chỉ trống khi giá thuê nhà được đẩy lên quá cao mà khách thuê cũ không thể trả nổi nữa mà thôi. Hoặc một số thương hiệu thuê lỗ và trả mặt bằng lớn trước thời hạn chẳng hạn. Các bạn thân mến, trong bối cảnh dịch Covid đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế, thì các bạn có nghĩ thị trường bất động sản vẫn có thể tìm thấy những hướng đi khả quan hay không? Hướng đi nào tiếp theo cho thị trường bất động sản sau mùa dịch đây? Các chuyên gia nhận định như thế nào và sẽ có giải pháp gì trong tình hình khó khăn như hiện nay? Và đặc biệt là chúng ta sẽ được hưởng lợi gì hay là sẽ có những cơ hội đầu tư nào từ thị trường bất động sản trong thời gian tới? Các bạn hãy cùng với Bí quyết thành công tìm hiểu xem liệu thị trường bất động sản trong mùa dịch sẽ có hướng đi gì tiếp theo nhé! Đầu tiên thì Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với các bạn về những dấu hiệu lạc quan của thị trường bất động sản. Các bạn thân mến, các chuyên gia cho rằng thời điểm này các doanh nghiệp bất động sản nên có chiến lược mới về sản phẩm, nhất là dự án xanh, tốt cho sức khỏe của cư dân. Trong báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid với các nhóm ngành của công ty chứng khoán SSI, trong khi khá nhiều ngành kinh tế ảnh hưởng từ đại dịch thì nhu cầu đối với bất động sản thương mại hầu như là không bị ảnh hưởng nhiều. Vì sao lại như vậy chứ? Đó là vì hoạt động mua nhà chung cư dựa trên nhu cầu và kế hoạch để sinh sống trong dài hạn, thế nên sẽ không liên quan đến sự kiện như bệnh dịch. Giải thích thêm về cơ chế của sự lạc quan này, trong báo cáo sự bùng phát của Covid tác động thế nào đến bất động sản Canada, thì mạng lưới đầu tư bất động sản The Real Estate Investment Network, nền tảng giao dịch của hơn 38.300 bất động sản trị giá 5,1 tỷ đô la tại Canada, đã đưa ra được công thức thành công bất động sản dài hạn. Nghe thật hấp dẫn đúng không nào các bạn? Theo đó thì tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường bất động sản trong khoảng thời gian là 18 tháng. Theo kịch bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì GDP của cả nước Việt Nam trong năm nay sẽ chỉ tăng 5,96%, giảm hơn 0,8% so với mục tiêu đề ra và thấp nhất trong 7 năm gần đây. Ngay cả trong trường hợp đó, tăng trưởng của Việt Nam vẫn sẽ nằm trong top đầu khu vực và triển vọng có sự hỗ trợ lớn từ các yếu tố vĩ mô khác như là lạm phát thấp, FDI tăng trưởng kỷ lục, nhiều hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Bên cạnh đó thì với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam đã tạo ấn tượng tốt trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Xét về dài hạn, nếu thành công trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh, thì bất động sản của Việt Nam còn có cơ hội đón đầu luồng khách du lịch cũng như là nguồn vốn đầu tư lớn từ các nước ngoài. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thị trường bất động sản trong nước vẫn có triển vọng lớn nhờ GDP tăng trưởng cao và sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế này, thì những nhà đầu tư có thể đủ tự tin để kiểm soát tài sản và tiềm lực tài chính sẽ có cơ hội tốt để tiếp cận với nguồn cung dồi dào và giá tốt hơn. Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ có những cơ hội nào đây? Đó chính là điều mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn nhất. Đó chính là cơ hội cho các dự án xanh. Vì sao Bí quyết thành công lại nói như vậy? Tại sao lại là các dự án xanh mà không phải là các dự án khác cơ chứ? Các bạn thân mến, trong bối cảnh những tác động từ dịch Covid lên thị trường bất động sản chưa rõ nét, đại diện công ty Savvy Việt Nam cho rằng bất động sản nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu hiện nay. Chính vì mùa dịch này thì đây sẽ là cơ hội cho các đơn vị phát triển dự án
tự nhìn lại chiến lược kinh doanh và tái cấu trúc sản phẩm của mình. Để thích ứng với các biến động có thể xảy ra, các không gian đô thị sinh thái, chất lượng hướng đến việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe cho cư dân sẽ được kỳ vọng là phát triển hơn nhiều. Đây là mô hình vốn không xa lạ tại Việt Nam chúng ta, thế nhưng chưa thực sự khởi sắc. Sau đợt dịch này thì thị trường sẽ có những dự án chú trọng hơn vào chất lượng sản phẩm nhà ở và không gian sống nhằm đảm bảo sức khỏe cho cư dân. Vì trong bối cảnh này, mọi người rất lo ngại về dịch thời gian qua. Đồng tình với quan điểm này, đại diện của Novoland cho biết rằng thời gian qua các khái niệm về không gian sống xanh hay sinh thái đang bị lạm dụng chứ chưa thực sự đi vào thực tế. Các bạn có đồng tình với quan điểm này hay không? Tuy nhiên thì nhu cầu của khách hàng hiện nay sẽ là một động lực quan trọng khiến các nhà phát triển dự án phải thay đổi tư duy cũng như là chiến lược kinh doanh. Nếu như các bạn đang có ý định đầu tư bất động sản thì các bạn phải hiểu rõ vai trò của không gian xanh đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân sẽ quan trọng như thế nào. Đối với các dự án có mật độ xây dựng thấp, để dành diện tích lớn để phát triển không gian sinh thái với cây xanh, mặt nước và các tiện ích đi kèm thì sẽ được rất nhiều người quan tâm trong thời gian tới. Ngoài ra thì Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ thêm với các bạn về nguyên tắc đầu tư giới bất đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Họ thường tuân thủ một trong ba nguyên tắc đầu tư, đó là nóng sốt bán ra, trầm lắng gom vào. Hiện nay thì dịch Covid là tác nhân khiến những nhà đầu tư vốn mỏng, dùng đòn bẩy tài chính với ý định lướt sóng rơi vào cảnh điêu đứng thì khi kịch bản nhảy sóng không thành. Và hiện tại thì họ đang phải gánh lãi vay ngân hàng, khoản lãi ngày càng đè nặng lên kinh tế khi sản xuất nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị đình trệ vì dịch bệnh. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư có trường vốn vẫn đang giữ đất chờ thời cơ hoặc đổ tiền gom đất tiếp. Với xu hướng bán tháo, cắt lỗ sản phẩm ở nhiều loại hình, phân khúc đã diễn ra từ đầu năm và tăng mạnh vào sau Tết khi dịch bệnh bùng phát. Những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính hiện nay đều đang gặp khó trong việc đẩy hàng. Một môi giới bất động sản chuyên về đất nền ven biển miền Trung cho biết rằng rất nhiều nhà đầu tư đã gọi điện nhờ anh đẩy hàng. Có nhà đầu tư cần thu tiền về đến mức ngoài cắt lỗ sản phẩm còn tăng gấp đôi hoa hồng cho người môi giới. Có nhà đầu tư còn sẵn sàng để anh độc quyền bán. Với mạng lưới mối quan hệ rộng, anh chàng môi giới này đã kết nối được với những nhà đầu tư trường vốn có dòng tiền dồi dào đang quan tâm đến các sản phẩm cắt lỗ. Họ nắm được tâm lý buộc phải bán tháo để thu tiền của những nhà đầu tư dùng tiền vay vốn. Do đó, thông qua anh môi giới này, họ sẵn sàng ép người bán giảm giá thêm. Anh chàng môi giới này cho biết, từ sau Tết cho đến nay, anh đã môi giới thành công được 6 vụ hàng cắt lỗ như thế. Các bạn thân mến, ở trên nhiều hội nhóm ở Facebook, Zalo hay là Viber thì rất nhiều môi giới đang giao bán hàng cắt lỗ. Thế nhưng, không phải hàng cắt lỗ nào cũng được giới đầu tư săn đón cả. Nếu đầu tư khôn ngoan thì săn được hàng cắt lỗ ở những khung phân khúc đất nền, đất thổ cư, thuộc các thị trường đang phát triển mạnh về công nghiệp hoặc là các thị trường ven biển. Chứ đa phần thì các nhà đầu tư sẽ đều nói không về các sản phẩm nghỉ dưỡng là Codotel hay là Homotel. Biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ chung cư hạng sang cao cấp, họ không muốn xuống tiền về những loại bất động sản này bởi nguồn cung lớn, thị trường nhiều năm nay dù quy mô cầu được mở rộng thì nhưng vẫn chưa hấp thụ hết, mà dịch bệnh kéo dài thì chưa biết khi nào sẽ kết thúc với những sản phẩm trên, vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Có thể nói rằng, đại dịch Covid tiếp tục đẩy thị trường bất động sản vào thế khó khăn kéo dài. Thế nhưng, trong mọi thách thức thì luôn có cơ hội các bạn ạ. Đơn giản, khó khăn của nhà đầu tư này thì sẽ là cơ hội của những nhà đầu tư khác. Bí Quyết Thành Công không cho rằng việc các nhà đầu tư trường vốn gom hàng của các nhà đầu tư vốn mỏng là sũ khôn lòi hay là đục nước thả câu. Về bản chất thì thị trường bất động sản rất khốc liệt và có luận chơi, thuận mua thì vừa bán. Một khi đã lao vào cuộc chơi lợi nhuận thì phải biết lượng sức mình và biết chấp nhận thất bại. Đó là chuyện bình thường các bạn ạ. Vậy nên về những chia sẻ ở trên của Bí Quyết Thành Công thì mong rằng các bạn sẽ có lựa chọn hợp lý trong giai đoạn này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu quý vị cảm thấy video này thú vị thì đừng tiếc một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến bình luận của các bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.